tâm đạo của chúng ta. Từ đây về sau muốn thực hiện được câu ai chửi mắng thì ta giả điếc. Thì nói chung là từ xưa đến giờ mình nhận lầm thân mình thiệt của mình, cho nên ai đụng tới mình là mình chịu không nổi. Cho nên bây giờ quán lại thân mình không phải thiệt của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người chửi mình họ cũng là chúng sanh và phàm phu, họ cũng nhận lầm cái thân họ là thiệt. Cho nên họ chửi mình họ bị sự quỷ báo luân hồi. Cho nên chẳng những không nhận họ, giận họ mà còn cầu nguyện cho Phật Thần gia hộ cho họ được bình yên. Nếu chúng ta làm được như vậy thì đợi cho người hết giận, chẳng những khuyên mà còn đem gạo cho họ nữa. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nói chung là tôi lần đầu tiên đối với cái địa phương nhà cùng gần gũi với anh em trong cái khóa niệm Phật đầu tiên của ban sự xã. Thì kính thưa quý vị, thì trong một cái trời quang đó, mây tạnh, muốn bình cuộc bình minh thấy được phải trải qua một phút tối đen. Cho nên trước đây bà con mình ở nơi địa phương chưa có một cái nơi chính thức để mình hoạt động đạo sự. Cho nên vậy mà nãy giờ cũng nghe anh em mình bàn tròn người nơi đây ban sự, nhưng mà gọi là bán chính thức, có nghĩa là chưa phải là một cái ban sự chính thức đất của mình và đồng đạo hùng để các cái ban sự, mà mình đây được cái sự cho mượn của những đồng đạo có tinh thần hảo tâm. Thì bà con mình thấy rằng lần bước ngày trước mình ở trong địa phương, khi đạo chưa có băng tư cái pháp nhân thì mình không có một cái nơi để hoạt động đạo. Thì mỗi cá nhân đều ở gia đình hoặc ở nơi nào đó, lần lượt thì mình có một cái nơi đây để mà sinh hoạt đạo sự, nhưng mà nó bán gọi là bán chính thức. Thì do cái đức thầy vận chuyển, thì gần đây thì sắp sửa ở trên lộ xe thì có một mạnh thường quân giúp đỡ mình một cái công đất. Thì tính ra cái này cũng là cái duyên, chứ thật ra một công đất ở trên lộ bây giờ thì nói chung phải tiền tỷ. Tôi mong rằng trong thời gian tới đây thì trời Phật càng vận chuyển cho thế giới, cho đất nước mình sớm được có một cái cuộc sống thanh bình, nhất là đời thượng quân trở lại. Thì bây giờ muốn cho đời thượng quân thật sự trở lại thì bây giờ mình là một con người của đời thượng quân, mà mình là một con người của thượng quân thì mình phải thương yêu như con một cha, và mình phải thật sự giúp đỡ lẫn nhau, và mình phải làm sao nâng cho tất cả anh em trong đạo ngoài đời đều có một cái sự tiến bộ lên, cái cuộc đời nó càng được yên vui và hạnh phúc. Lo là cho cái cuộc đời sắp hết, thế giới mình sắp hết và cái thân mình nó sắp đi về cắt bụi đi, cái này để lắng lo hơn. Cho nên vậy mà qua cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi nghĩ rằng tất cả anh em chúng ta là phải tha thứ và đoàn kết. Cho nên vậy mà trong đạo đôi khi trước giờ đánh giá tôi nhiều cái việc đánh giá lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cuộc đời tôi nguyện là vì đạo vì thầy thôi, vì đồng bào nhân loại. Cho nên đám dỗ nhà ông Ba Thiệu vừa rồi đó, thì tôi ca tụng ông Ba Thiệu rồi tôi mời quý vị mà không có tính giữ đông. Cho nên vậy một cuộc đời của tôi là mong làm sao là hy sinh cho đạo để làm cho đạo được chấn hưng. Cho nên vậy mà qua cái ngày nói chuyện hôm nay thì tôi mong rằng tất cả anh em chúng ta là nên là mình nâng đỡ với nhau để phát triển, chứ đừng nên mình kỳ thị hoặc chia rẽ. Vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bữa nay thì tôi sẽ đáp ứng theo cái sự nhu cầu của quý vị là giải đáp nghi vấn. Cho nên hồi đó giờ tôi ít nghi giải nghi vấn lắm, bị xuống những biệt thứ như mình chứ ta đâu biết đâu, nên ta hỏi rồi ta câu giảng đức thầy ông hỏi câu trên trời không, rồi với mình cái dân nghe ngồi dưới đất không, cho nên nói hơi không chúng nay. Vậy thì tôi xuống dưới miệt thứ hay nơi nào không có đạo, tôi không bao giờ giả nghi vấn. Bữa nay cái dùng xứ đạo thôi, quý vị mình muốn hỏi cái câu giảng nào đó thì tôi sẽ từng từ trình bày. Thì kính mời quý vị có ý kiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong câu giảng lúc nào đâu tôi không nhớ, mà tôi nhớ là câu giảng là mình tu thiền thì nói là ai chửi
mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Nhưng mà tôi không dám nói ai, tôi nói bản thân tôi. Bây giờ giả điếc thì tôi cũng giả hết mớ rồi, chứ không có giả được nhiều. Còn đợi cho người hết giận ta khuyên thì A Di Đà Phật, tôi không có cái tâm từ đến đó tôi khuyên. Tôi né không mà, tôi biết mấy người nào mà ta ghét tôi, không ưa, ta nói trên đầu cổ tôi á, thì tôi né, tôi không dám giao tiếp với mấy người đó nữa. Tôi sợ, tôi sợ rồi đây giao tiếp nhiều rồi cái tâm tôi nổi sân si lên nữa, thì uổng công mình ăn chay chờ cứng lại. Thì theo nguyên tắc nhà Phật á, thì nói cái vấn đề đó thì nó về ngã mạn, về chấp. Mà nếu mà tôi dướng vào vòng đó, tôi tới ngày tôi chết thì không biết tôi được có giảng sanh không. Cái tấm mà chấp với sân si đó, A Di Đà Phật có câu hỏi tôi như vậy, nhờ ba hồn giúp đỡ giùm cho tôi để mà tôi thông suốt lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chư quý vị, thì nói về vấn đề tình sớm làng đó, thì cách đây mấy mươi năm, về thân phụ với thân mẫu của chị Quá đây đó, là ở nhà ở cái bến với sơ tôi sống á, thì đất đó hồi đó chắc của con bà, ông bà của tôi vậy đó, rồi bán lại cho bà Sáu ở dưới sông đây. Cho nên lúc đó thì tôi thấy là cô Quá này chưa có gia đình, cho nên vậy mà trong cái tình xóm làng thì cũng thân thích, là bởi vì mình ở gần nhất dần cận thân gì cận lân. Cho nên vậy mà cuộc đời nó lăn lộn, cho nên vậy mà cô Sáu Dưỡng Sáu nó qua đời, rồi mấy anh chị em con cô Dưỡng Sáu này đi lưu diễn khắp nơi vì mưu sinh cuộc sống, rồi sự biến chuyển cuộc đời. Cho nên chị Quá này không biết có gia đình chưa, rồi lăn lộn dưới đời, bây giờ về ở khu chân cư Định Thành, rồi lần bước theo cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì không biết thì chị Nam Mang chay trường chưa, qua cái pháp niệm Phật bữa nay không biết chị tới thiện niệm hay là mười ký gạo không biết. Cho nên vậy mà vậy thì bây giờ nếu 10 ký gạo thì cũng mang ơn đi ha. Cho nên vậy mà tôi đại diện Mạnh Thường Quân cho cũng có phước, và lúc này á tôi nhận bệnh á, ai ta điện lại ta nói bị ung thư, tôi nói có ăn chay trường á, ăn chay kỳ, ta nói ăn chay kỳ, ta nói ăn chay kỳ ở nhà chết luôn đi, là bị gì ai con cá con tương con đom nó cũng mạng người, ngày bút mấy chục con, bây giờ đổi lời mạng mình đâu có thành vấn đề gì, cho nên ăn chay trường mà tôi uống được. Cho nên vậy mà cái bệnh bây giờ ăn chay kỳ nói chung tôi cũng bác xê luôn. Còn cái vấn đề mấy tấn gạo tháng 10 tấn này đó, là cả người Việt Nam mình bây giờ thủ tướng đổ là gạo nói chung đầy cái sông cái mình cũng không cho đủ nữa, mà tôi lựa cái nơi nào mà bà con có tu á thì tôi góp gì đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là giúp người đó khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Vì vậy mà bà con mình ăn hộp gạo mà có niệm Phật á, cái người cho đó, người ta mới có phước. Cho nên mấy cái đoàn hay đi cứu trợ ngoài Bác Ái lặng, Bác Ái ngoài Nha Trang quá, tôi nói mấy cha ơi, miền Nam mình ăn chay niệm Phật nên cha không cho, ra ngoài cho ba cái dân ở trên rừng nó không nói tiếng mình nghe không được, mà chạy dọc đường gặp mấy nhỏ đang tắm kêu nó cho tiền, nó chạy vô rừng nó trốn ta ra, nó đâm cây nó đâm vô muốn đổ thịt nó chăng, bởi vì nó không biết nói tiếng mình. Cho nên vậy mấy cha đem đổ ngoài nói chung cũng được, mình thì uống cái hộp cơm. Thì hôm nay thì cái này là cái tánh thiệt tình của chị hỏi, theo tôi biết thì cái này là cái tình thiệt. Chứ Phật giáo Hòa Hảo trong đạo mình á, là ai chửng mắng thì cha giả điếc, mà nếu ai làm cái câu được giả điếc này cũng hay lắm rồi. Cho thiệt ra đó ha, là trong đạo chứ tôi thấy mẹ nếu ông chồng mà bữa nay mà chửi bà vợ mà hơi nặng lời đó, bà vợ bà phùng măng trở lại, ông nói ông chửi tôi hả, tôi bả ra bà dính cái mỏ lại bà chửi lại ông chửi ông cố, thì bắt đầu đó là bà cũng chửi lại bà cố, là bởi vì lúc đó là mình không có nhẫn được. Vì vậy thì bây giờ ở đây đó là nếu trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, cái người khác mà chửi mình mà giả điếc, nhất là cái vấn đề chồng vợ khó nhịn lắm. Cho nên vậy mà ông chồng chửi bà vợ mà bà vợ nhịn được đó, là tôi thấy là tôi khen Hòa Hảo mình cũng hay lắm. Còn nếu bà vợ mà nhịn được ông chồng đó, mà ông bà vợ mà bà chửi như thế nào ông chồng vẫn nhịn đó, tôi thấy đó ông chồng cũng ngon à.
Còn cái vấn đề mà cha mà chữ con á, cái đó là bình thường. Mà con mà chữ cha đó, mà ông nào làm hòa hảo mà con mà chữ cha đó, mình làm cha đó, mà mình vẫn tín thinh đó, tôi thấy ông đó cũng uy tín rồi. Còn cái vấn đề mà đối với anh em trong đạo, mà nếu trường hợp có chữ nhau đó, mình nhịn đó, tôi thấy ông đó uy tín. Cho nên đối với xóm làng đó, nếu trường hợp người ta chửi mình mà mình nhịn được á, là cái ông đó cũng uy tín đó. Cho nên vậy mà trong đạo hiện nay chúng ta vì vấn đề ai chửi mắng thì ta chả điếc. Mà nguyên nhân cái cô Thí này đó, cổ nói bây giờ giả điếc thì làm được rồi đó. Thì nói chung là cổ chắc ở ngoài xung quanh dân chung cư đó, dân thứ thường không à. Cho nên chắc cổ bị chữ lai gai gì đó. Cho nên vậy mà cổ giả điếc là cổ nằm ở bên cái nhà của mình nín thinh đó, niệm Phật là coi như được rồi đó. Nhưng mà có một cái đợi cho người ta hết giận qua nhà khuyên cái này, nói chung làm chưa được. Cho nên vậy mà bây giờ nguyên nhân mà sở dĩ mình nhịn được là tại vì cái sự thiền của mình á, quán xét đạo Phật, mình quán xét chưa tới. Chứ nếu mình quán tới đó là nhịn tỉnh bơ à, nhịn không thấy động tâm. Còn bây giờ mình nhịn nhưng mà đã vẫn động tâm. Bây giờ ví dụ như trường hợp là mình đang niệm Phật hoặc là cúng lại, mà bển nó nói cúng cho thấy trời đi, ôi ơi tối ngày thân thức dị, người ta đi mần sớm thấy ông nội không có tiền xài, mấy cha tối ngày ngồi niệm Phật cúng lại ngồi như trời trồng như khúc cây vậy đó. Cho nên vậy họ nói vậy đó, bên giảng giảng bên lỗ tai vậy đó, mình cúng vẫn tỉnh bơ mà. Cho nên cái đó là tốt rồi đó. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, bây giờ sở dĩ mà Đức Thầy dặn là ai chửi mắng thì ta giả điếc. Như vậy thì bây giờ nếu trường hợp mà tu thiền đó, tu thiền cái người hiểu về thiền đó quý vị, mình mà lấy dao đó ha, mà đâm chỗ thịt người ta vẫn bình tĩnh luôn. Chứ đừng nói chửi. Cho nên nói về tu thiền, còn nói về tu tịnh độ đó, thì mình lo niệm Phật đến giai đoạn mà người nào mà nếu niệm Phật định tâm đó, thì cái người chửi mình đó là mình không có động tâm. Là cái đó là cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba đó là tại vì cái vấn đề mình tu theo thầy là phải nhẫn. Cho nên Đức Thầy nói là nhẫn nhẫn cho rồi câu bị cực, thời lai sẽ được sự tiêu dao. Thì bây giờ tôi giải cái lý cao trước đi. Bây giờ nếu cái người tu thiền đó mà người ta chửi mình đó, nếu mình là cái người tu thiền sâu á, thì Đức Phật cho biết là trên dương thế hữu hình tắc hoại. Là Đức Thầy nói rằng cái thân của mình á là không phải thiệt của mình. Cho nên xưa giờ mình lầm nhận giặc lầm con thôi chứ không phải thân của mình. Quý vị mình thử nghĩ coi, nếu cái dùng đất định thành này nè, quý vị suy nghĩ coi, bây giờ ở ngoài ngoại đó, ở ngoài định thành ở ngoài kể vô đó, là hồi đó có ông quản láng, là nghĩa dung là làm quản hay chầu pháp cũng uy tín lắm. Ông đi đó là ông xách cây gậy đó, là nói dung là nói dung người ta chạy theo người ta phò ổng là ì đi. Mà gần đây thì ở trong kinh hát mình là ông quản tụi. Cái thứ ba nó gần như trong tôi trong là có ông Ba Dục. Thứ bốn nữa là ở trong núi Sập mình là có ông Tàu Hoàng Thành. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ coi á, bây giờ cách đây khoảng mấy chục năm về trước, mấy ông này đó là còn lúc còn son trẻ đó, mà ổng có bà vợ đẹp, rồi ổng làm được chủ cả trong làng, đi tới đâu ai cũng phải tung hô vạn tế. Mà cái lời nói của ổng có giá trị, mà việc làm ổng ai đều ngán. Mà tới bữa ăn ổng đó, ăn ngon. Mà khi ổng ngủ đó, cái chỗ ngủ ổng cao sang lắm. Như vậy thì quý vị suy nghĩ rằng mấy cái người đó đó, hồi đó cũng là nhận lầm giống như mình ngày hôm nay bà con ngồi đây nè. Nhận lầm cái thân này thiệt của mình, cho nên tối ngày đó là cất cái nhà hay cho lớn, rồi coi như cái chỗ ngủ cho êm, con vợ mình phải cho đẹp, cái miếng đất mình phải cho lớn, mà hàng ngày tiền vô cho nhiều để cung phụng cái gì? Cung phụng cái thân này ăn ngon, cái thân này ngủ kỹ, cái thân này sung sướng hơn người khác. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ ở đây đó, quý vị mình suy nghĩ hồi xưa đến giờ mình cung phụng cho cái thân này đó, là trong nhà Phật nói là nuôi ong tay áo, nuôi con ong nằm trong tay áo mình á. Chẳng những mình giữ nó không được mà nó chích mình đó, nó chích mình xương mình luôn. Cho nên vậy mà hồi đó vì mình nhận lầm cái thân mình là thiệt đó, mình nuôi nó vô tình là mình tạo cái nghiệp báo cho mình sau này là 1.000 triệu kiếp làm súc sinh, 1.000 triệu kiếp là ở dưới địa ngục. Tại vì một kiếp thỏa lòng ham muốn mà để cho đau khổ muôn đời là điều nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời chẳng buồn. Chà là nhịn thời cũng quen. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ lầm không? Quý vị mình ông Ba Dục nè, tôi nhớ là ông nói với cha tôi đó, gần chết ông kể lại gì nè, ông nói tôi
tao có coi cái mẫu chuyện mấy đứa con ở trong nhà đó, mà mình có nhiêu tiền cho nó đó, mình đưa cho nó hết mà mình không buồn đó. Tao có coi cuốn sách mày, ông gần chết cái thời kỳ tiếp thu xong rồi, ông gần chết ông có nói cha tôi, ông nói tao suy nghĩ là mấy cái người mà mình đưa tiền, con mà đưa tiền đó đó, nó trước là nó chủ nợ, mình thiếu nợ đó, cho nên bận nhiêu đưa nó hết à. Cho nên chừng nào ông nhận ra cái điều đó là vài hôm sau là ông định ông chết. Cho nên vậy mà tôi cùng quý vị từ vô thủy đến nay lầm cái thân mình thiệt của mình. Cho nên quý vị mình mới cung phụng cho mình tất cả cái gì cũng cho mình hết, mà cái mình thiệt thòi là mình chịu không nổi. Cho nên mình đang danh dự ở trong gia đình nè, mình là ông chồng mà bà vợ chữ, cho nên mình tự hào danh dự tao là chồng sao mà chữ tao. Mà thật ra trong kinh Phật nó mình không phải chồng, bởi vì mình không phải thiệt của mình mà chồng vậy. Cho nên vậy mà bây giờ đó mới suy nghĩ rằng nếu con mà nó chửi mình á, mình mới tao xách cây tao quýnh mày, bây giờ tao là cha. Nhưng mà trong đạo Phật cho phép đâu phải đâu là cha đâu, là bởi vì thân mình là thân giả tạm, mà kiếp này sanh ra thời gian rồi ngủm chứ đâu phải cha nó thiệt đâu. Cho nên tự chỗ đó mà bây giờ đó là mình là cha. Cho nên vậy mà trong đạo ví dụ như lại bằng giòn mình đưa ra câu giảng bàn trên thiên hạ hết, mà có ông kia sọt thùng bể vô, ông nói ôi ông bàn tào lao, cho nên đụng tới danh dự mình ôi nổi xung thiên lên. Cho nên vậy mình cho cái là của mình, nhưng mà nhà Phật không cho phép. Thân mình không phải của mình, lời nói cũng không phải của mình, danh dự cũng không phải của mình. Cho nên từ chỗ đó mà phá ngã. Cho nên Đức Thầy mới nói cần tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, gắng sức thi hành có Thầy ủng hộ. Vô ngã là không ta. Cho nên tôi cùng quý vị mình bây giờ nói chung bị tính là bị tính, tôi là Ba Hùng, kia là Tư Quyện, Ba Thân. Nói là nói bây giờ nè, nhưng mà thời gian sao hả, với ông lúc ông còn sống đó, ông làm ông cai quản cái nhà dưỡng lão ở dưới Thành Lộc nước Thốn Nốt, mà ông bệnh Covid là vô Cần Thơ 2 tuần về đốt thiêu mẹ nó, rồi bây giờ sao hả đâu còn lãnh đạo cái nhà dưỡng lão dưới đâu. Cho nên cái ta đâu có ta đó, đâu có cái của mình đâu. Như vậy thì trên đời rằng hồi xưa đến giờ mình nghĩ cái ta là trên hết, cho nên từ chỗ đó mà chúng ta kẹt. Vì vậy mà hôm nay muốn phá cái ta đó đó, thì Đức Thầy nó cần tìm hiểu cái lý vô ngã, nhà Phật gắng sức thi hành có Thầy ủng hộ. Vô ngã là không ta. Cho nên tôi đi với ông Ba Thiệu á, có những lúc người ta chửi ông cười hả hả. Tôi nói sao bác cười á, ông nói mày tu mày ngu sao vậy, thầy đó nói là ai chữ bắn tay vậy tiếp. Nó chữ Ba Thiệu, mà tao đâu phải Ba Thiệu. Sao không phải Ba Thiệu, nó kêu Ba Thiệu. Nó giả danh mày ơi, mai mốt là tôi chết mẹ rồi, tôi xuống dưới đất rồi đâu còn Ba Thiệu nữa, chữ Ba Thiệu nữa, đâu thành vấn đề. Cho nên từ chỗ đó mà quý vị mình á, hôm nay mà mình muốn cho mình người ta chửi mình mà mình không thấy đau đớn á, là mình lúc nào luôn luôn là nghĩ rằng mình không phải thiệt của mình. Thời gian đây rồi mình sẽ nằm ba thước đất, nằm dưới lòng đất thôi. Cho nên vậy mà Đức Thầy nói là hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, sống tranh đua khi thác cũng xương tàn. Cho nên quý vị mình đang ngồi đây niệm Phật nè, mà đám ma của chú Bảy Sinh là bây giờ ông đang nằm dưới cửa đảng, đang nghe nói nay lát gì chôn nè. Như vậy thì 30-40 năm về trước ông cũng chàng trai thanh trẻ, mà ai mà chửi ông Bảy Sinh này là nói chung là ông phùng mang chẩn mắt đó. Mà quý vị bây giờ lên cái hòm ông một chửi tan nát cái ông biết trời đất gì không. Như vậy thì trên cõi đời này ông có mặt ở trên cõi đời này bao lâu, trên cõi đời này ông có mặt bao lâu. Cho nên vậy mà thôi, bây giờ cái câu là ai chửi mắng thì cha giả điếc. Như vậy thì quý vị suy nghĩ trên đời là mình có xác thân, không phải là mình nhận lầm từ vô thủy đến nay nó là của mình. Nhưng hôm nay nhờ có Đức Thầy ra đời cho biết nó không phải là của mình. Cho nên vậy mà tại sao nó phải của mình, là bởi vì mình tạm mượn để sống trong thời gian rồi mình sẽ trả gì với các bụi. Cho nên vậy cái này gọi là tạm mượn. Cho nên Đức Thầy cho biết là thế trần tạm giả gạt đời ta. Cho nên ở đây có cô Nguyệt với cô gì, hai chị em tên gì? Yến. Nguyệt Yến này coi như là hai cô đó. Bây giờ sở dĩ mà ở vấn đề theo cái chương trình anh em niệm Phật này, cách đây 5-3 năm về trước hay nhìn thấy hai cô này cũng đẹp hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ nó còn đẹp nhưng mà nó sẽ mòn theo năm tháng. Năm tháng rồi nó sẽ mòn, là bởi vì đời người khác thể nào qua, sớm tàn tối rụng, rồi qua kia sẽ tàn. Như vậy thì bây giờ cái thân con người nó sẽ tàn theo thời gian. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ rằng á, ở trên cõi đời này tất cả cái cuộc sống của chúng ta từ khi mang xác thân rồi nó sẽ mòn lần đến cái giai đoạn là chúng ta gân gụng mắt mờ, da ngang má cớp thì trả về cho các bụi. Nhưng mà hôm nay sở dĩ chúng ta không có tu liền đó, không có giác ngộ sớm đó,
là tại vì Đức Thầy cho biết là nhân sanh còn ở ngà ngà giấc sai. Như vậy thì bây giờ mình cũng coi giảng kinh á, mình cũng tỉnh, nhưng mà cái tỉnh của mình á, nó chưa thật tỉnh. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay bà con của chúng ta nếu thực hiện với cái câu là ai chửi mắng thì ta giả điếc, thì bây giờ là phải giác ngộ là cái thân mình không phải thiệt của mình. Như vậy thì đó là ai chửi mắng thì ta giả điếc. Như vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ nha, là nếu trường hợp cái người chửi mình á, quý vị mình suy nghĩ đến điều này cũng dễ nhịn nữa. Cho nên vậy mà tôi quay mấy gài mà cái tiểu sử của ông Ba Thiệu á, là có lần đó nói chung là cái thằng lính nó lấp dò hồi thời quân quản nó bắt được ổng. Nó nói bây giờ muốn trường hợp bắt ông Trần Minh Thiệu này mà kết tội ông tội nặng á, bằng cách là nói nặng thầy. Nói nặng thầy là cái vấn đề là ổng, nói chung là ổng là kiếm cớ tính sổ ông luôn. Cho nên quý vị mình nó nói không biết câu nào ông chính nào ông nói nhắc là không được. Nó nặng thầy dữ lắm. Ông mới đứng giữa trời ông nói: Thầy mười phương chư Phật, mười phương chư Thánh, mười phương chư Thánh, tha cho tội là quỷ ban Phật Pháp của chú này, Phật trời cứu nó giùm tôi. Cho nên vậy mà ông định thần quý vị, ông giữa trời nắng ông cầu trời Phật thành tâm. Tự nhiên cái thằng đó quý vị, bắt đầu cái mặt của nó dịu xuống như hoa nở vậy. Nó nói bác ba hả bác ba, nó ừ bác đấy con. Cho nên vậy mà bác bây giờ tôi thả ông đó, mà bây giờ trong huyện này bất cứ cái chỗ nào mà đã bị bắt ông điện tôi thả. Điện tôi thả. Cho nên quý vị mình á, có nghĩa là ông ba này ông từ bi đến cái người mà giận chửi mình á, mà ông cầu nguyện cho nó được bình yên đó. Cho nên quý vị mình mà nếu cái người nào mà chửi mình á, mình xét là đó cái người đó phàm cũng như mình, thời gian rồi họ chết, mà họ chửi mình họ mang cái nghiệp. Cho nên hôm nay đó cầu Phật trời cứu giùm cái nghiệp của họ. Cho nên quý vị mà nếu có cái từ bi tới mức này đó, là quý vị chẳng những đó không có giận người ta, mà quý vị thành Phật nói chung như chơi luôn. Cho nên ngày xưa ông Phật Thích Ca đó đắc đạo quả cao là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là kiếp nào cũng sanh ra hại Phật hết. Mà ông Phật Thích Ca đó, ông thệ nguyện là nếu ta đắc đạo là tu cứu ngươi trước, nhờ ngươi mà ta mau thành đạo. Cho nên vậy mà trên đời này quý vị mình mà tu đó, mà không gặp cái nghịch cảnh mà những người mà phá hoại mình đó, những người làm cho mình đau thương đó, thì không thử được cái lòng của mình là như Phật Pháp. Cho nên từ chỗ đó mà quý vị mình bây giờ suy gặp lại, cái thứ nhất là nếu mình nhịn được là mình nghĩ rằng mình rồi đây sẽ trở về với cát bụi. Còn cái người chửi mình đó, họ cũng là thân cát bụi, rồi đây họ sẽ nằm dưới lòng đất. Cho nên họ chửi mình, cái quả nghiệp của họ sau này bị trả quả nặng lắm. Cho nên vậy mà lòng từ bi của mình chẳng những không giận người đó, mà cầu nguyện cho họ được Phật cứu, họ được giải thoát. Cho nên nếu ta tu được vậy thì chúng ta nói chung là về với Phật, nói chung là kế bên. Cho nên Đức Thầy mới dặn là chúng ta niệm Phật để nhớ bốn đại đức của Đức Phật, để ngày nào ta đắc được bốn đức ấy. Đức Phật, tứ đức là gì? Là đức từ, là thương Phật, thương chúng sanh như mẫu ái tử. Đức bi là không thấy chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Và đức hỷ là an vui thường làm việc lành, không vì hoàn cảnh trái nghịch mà sanh lòng buồn bã. Xả là Phật chẳng chấp một pháp nào một trong thế gian, sẵn sàng tha thứ hết các nghiệp tần trần, tha thứ những ai làm lỗi. Như vậy thì hôm nay trong đạo chúng ta, từ đây về sau muốn thực hiện được câu ai chửi mắng thì ta giả điếc, thì nói chung là từ xưa đến giờ mình nhận lầm thân mình thiệt của mình. Cho nên ai đụng tới mình là mình chịu không nổi. Cho nên bây giờ quán lại thân mình không phải thiệt của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người chửi mình họ cũng là chúng sanh và phàm phu, họ cũng nhận lầm cái thân họ là thiệt. Cho nên họ chửi mình họ bị dư báo luân hồi. Cho nên chẳng những không nhận họ, giận họ mà còn cầu nguyện cho Phật Thần gia hộ cho họ được bình yên. Nếu chúng ta làm được như vậy thì đợi cho người hết giận, chẳng những khuyên mà còn đem gạo cho họ nữa. Cho nên vậy mà tôi hay nói chuyện ở trên mạng, ta thích tôi đó, là tôi dẫn chứng, là tôi chỉ đâu người nào đó quý vị mình xuống hỏi người đó. Bây giờ ông Nông Lù ở dưới Thống Ốc á, ông ở Trung An, mà bữa nay là ngày qua là ông thế tôi, ông giảng ở dưới ban nghị sự Khánh Hòa đó. Người ta đụng chết con gái của ông khi mới gả được cho thằng ghế nhà giàu đẹp trai, mới sống về mới đẻ đứa con, đứng ở trong bờ chợ Thạnh Phú là cái xứ con sóc khởi chết mấy tháng nay đó. Gần Tết rồi xe nó đụng con ông chết ngang tại chỗ.
là báo tin ổng là ổng bình thoả. Ổng xách áo dài, ổng chạy vô cách ổng là coi như ở ngoài ngã tư Giờ Ếch vô trong thành phố cách nhau 5 cây số. Ông vô ngồi bàn tròn, người ta cũng nôn nóng là cái vấn đề ông cha ruột nó vô. Ông cha ruột nó vô tính số này biết không. Cho nên vậy mà vô ông ôm tồn trong bàn tròn. Ông kêu anh xui với chị xui lại, kêu ghế lại. Và kêu cái cha mẹ cái thằng đụng xe đó. Phật từ bi độ tử độ sanh, Phật là từ bi vô lượng. Cho nên hôm nay sống trong đời của chúng ta đều là phàm phu tục tử. Sanh cha ta trên cõi đời này thời gian rồi sẽ ra đời qua đời. Cho nên chồng vợ cũng là nhân duyên, mà con cái cũng nhân duyên. Mà cái thằng đụng con tôi bữa nay cũng là nhân duyên, nó không muốn mà cái chuyện nó ngẫu nhiên. Cho nên vậy mà con tôi không cầu nó đến, mà bây giờ nó đi tôi không kêu nó đi mà nó đi. Cho nên cái chuyện này là chuyện bình thường trong xã hội. Cho nên cái mục đích tôi vô đây hôm nay là tôi xin anh xui dì xui ký cái tờ bãi nại cho cái thằng con của anh này đừng vô tù. Cho nên quý vị mình thấy cái chuyện làm của anh em Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Thuận Nông. Đăng lý bữa nào là pháp niệm Phật tới tôi sẽ mời anh lên đây. Anh tiếp tôi để cho gạo bà con. Anh nhờ tu riết mà con cái giờ giàu đến nỗi là gạo không có chỗ để. Cho nên vậy mà anh đó anh làm được chuyện đó. Bây giờ cái thứ hai đó, anh tu như vậy nè, anh tu gần 3 năm. Mỗi lần mà anh suy nghĩ đến cái vấn đề của cái giờ mình giao cho con mình, giờ mình thấy ổn. Cái ông nó. Cái mỗi lần mà nó bây giờ đắt giường mà đi giờ giao cho hết nó, tới tuổi già đây nó phạt bạc đãi cho mình cái mình sao. Cái ông nó là bị nghĩa là ông nói mày đừng có suy nghĩ như vậy. Ông la cái tâm ông. Ông nói nó. Ông suy nghĩ mỗi lần ông nói giờ tiền vàng trong nhà còn nhiêu cái. Ông nói nó. Ông la vậy gần 2 năm mỗi cái tâm miệng ông vọng lên cái nói nó. Cái con cái trong nhà như rể với con á. Nó má. Bây giờ phải chở ba đi cái viện tâm thần ở ngoài Đồng Nai á. Chứ còn mấy tháng nay thấy ông nó hoài. Cho nên quý vị mình mà ông nó vậy đó. Chừng nào mà cái tâm nghĩ đến vợ, đến con, đến nhà, đến cửa, ông la nó chừng nào mà trong tâm nó thụt hết trơn luôn. Không có thằng nào xuất hiện nữa trơn á. Mà chỉ còn cái tâm Nam Mô Đà Phật không. Miệng nó ló ra cái nào cũng nó vòng. Cho nên cái chỗ là Đức Thầy cho biết đó, là ông Thanh Sĩ cho biết là vọng trần vừa mới tháng ngang, chặn ngay cho để lan tràn trong tâm. Cũng như mấy ông tu sĩ mà sở dĩ tu gớt đó, là tại vì ông đi đâu làm từng đám dỗ, ông thấy có con cô tu sĩ nào vừa đẹp duyên dáng, ông chở hơn 2 lần ở ngồi sau đinh nói chuyện tâm sự nghe. Cho nên về ông niệm Phật ra không thấy, mà đều không thấy nhỏ đó hoài. Cho nên vậy mà cắt nó liền, không cắt nó là nói chung là vài bữa đầu tóc bay đó. Cho nên vậy mà vọng trần vừa mới tháng ngăn chặn ngay cho để lan tràn trong tâm. Cho nên vậy mà ông dặn cái tâm ông nó gần mấy năm trời luôn. Ông nói anh ba ơi, tu hành cái pháp đó mà chừng nào cái tâm tôi mà không nhớ đến chồng nhớ, không nhớ tới vợ, không nhớ con, không nhớ tiền của vị trân ha. Cái tâm tôi nó yên lặng như là hồi đó tôi bệnh một ngày tắm nước nóng không, ớn lạnh liền xì luôn. Mà cái tâm từ bi của tôi xả hết trơn, không có cái gì thiệt của mình. Không có cho nó dạng giọng gì hết, để cho cái tâm bình thoảng niệm Phật. Từ đó tới giờ nói chung tôi giật châu cũng chết nữa anh, năm nay gần 60 mấy tuổi lớn anh. Mà tôi là chạy xuống dưới Cà Mau cho nhỏ gái chở đi dưới, tôi đi ngày đi đêm luôn. Cho nên quý vị mình thấy không? Như vậy thì bây giờ ở đây tôi cùng quý vị là ai chửi mắng thì ta dở điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Ông nói với tôi ba Hùng, xung quanh đây nè, họ cũng là ganh tị với con tôi. Họ chửi tôi nói chung là tán nước bè luôn. Mà tôi ngồi tôi tính quê vậy đó. Cái bắt đầu tôi chờ cho người ta chửi xong, cái tôi đi qua tôi hỏi nhà gì chứ. Nghe anh chị cũng còn thiếu nợ anh ba mớ, nên vậy mà con trong nhà bán vật tư nông nghiệp cũng dư. Cho nên vậy anh chị có cần không mà tôi giúp đỡ cho trả nợ cho anh đỡ. Cái hai chồng ông kia ông nói tàu vô, hồi sớm giờ tôi chửi cha tán nước bè không giận 2-3 năm. Ông nói vậy có giận cái gì đâu, ơi tu hành mà giận gì vậy. Cho nên vậy mà trong nhà mới tỏ tình thiệt, cái vấn đề thiếu nợ ông cho mượn luôn. Cho nên vậy mà cái ông này ông nói làm được. Cho nên trong đạo mình đã có những lúc mà nói mà làm không được nha. Cho nên vậy mà tôi hay đi thế gian mà tôi thấy người nào nói làm được tôi mới sợ người đó. Cho nên bữa đó ông đi trên đồng ông làm ruộng, cái bắt đầu mấy con chim nó bay bay trên bờ đê á. Cái ông về ông nói chim muốn nói chuyện với chú, muốn nói chuyện với các con. Nên vậy mà các con thôi bay ngược trở lại, nó dốc gách trên đầu bác anh nói chuyện được chứ. Cái bắt đầu mấy con chim bay lại, cái bắt đầu nó mừng gỡ nói chuyện trên trước mặt ông gì nè.
Ông về ông trình bày với mấy thằng làm công cho con ổng chạy xe tải rồi đó. Ông nói ngày qua bác đi trên lòng mà có mấy thằng chim nó gặp bác chạy theo mừng quà ai đi sao bữa đây nè. Tao kêu lại nói chuyện, nó trở lại nói chuyện tao. Cái bên kia nó đâu có ông nội, hồi đó giờ đâu có chuyện đó. Ông nói không tin đi theo tao. Có đầu đi xe ổng vậy đâu, đâu kêu chim trở lại. Cho nên vậy đâu mà bây giờ kính thưa quý vị, cho nên vậy mà hôm nay thì tôi suy nghĩ rằng trong đạo chúng ta bây giờ Phật giáo Hòa Hảo, cái gương của ông Trần Minh Thiệu á, là nói chung là tôi lại ổng rồi đó. Mà bây giờ tôi gần gũi năm lù, ông lên nói chuyện không cái văn chương bằng tôi. Mà xuống với Cà Mau miếng năm lù lên tao khoái, ông nói chuyện thật thà lắm. Mà bị gì ông nói thế đâu, ông làm thế đó. Còn tôi đôi khi tôi nói trên mây tôi làm hết nè. Cho nên vậy tôi tệ không. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì mong rằng chị Quá ở ngoài khu dân cư Định Thành, chị muốn làm gương ở trong ngoài đó người ta nể chị. Cho nên vậy mà chị thiếu gạo chạy vô tôi, ai chửi chị về ở đồng niệm Phật. Xong rồi cái chị bưng 10 cái gạo qua, ông nói trong nhà chắc là thiếu gạo ăn. Cho nên vậy tôi cho 10 ký này, hỏi đâu có vậy, ăn ba hụng cho tôi. Nên vậy tôi không ăn tôi cho. Cho nên vậy mà làm được vậy rồi nổi tiếng mà Định Thành luôn, thấy không? Cho nên vậy mà sở dĩ mình làm được chuyện đó là tại vì mình là sống trong cõi tạm, mình lầm không à. Cái người bị chửi đây cũng lầm, hồi đó giờ tôi cũng lầm tôi nè. Tôi nuôi nó hoài, tôi cũng nuôi cho nó ăn ngon ngủ kỹ, tôi cũng lầm có ngày đây nè. Bệnh Covid rồi đây là nó thiêu ra đưa lò thiêu ngoài Phú Hòa đây, nó đưa vô ngọn lửa, nó châm lên cái phèo là tiêu mẹ rồi. Cho nên vậy tôi lầm á, tôi hồi đó giờ tôi lo cho nó tối đa luôn à, tôi lo đủ thứ hết. Mà cái người chửi tôi là họ cũng lầm luôn, có ngày họ cũng đưa ra lò thiêu ngoài Phú Hòa ha. Cho nên tôi với họ cùng như số trùng chung số phận, cho nên chửi nhau không nên. Cho nên vậy mà cùng nhau để niệm Phật, để giúp nhau giải thoát. Cho nên từ chỗ đó mà quý vị mình làm được điều đó thì tin chắc rằng ở thế gian này sẽ đi đến giai đoạn là Phật tiên tại thế. Cho nên vậy ở bên thế giới mình bây giờ sắp tàn tiêu là tại vì cái lòng nóng giận của nó, lòng nóng giận của nó. Bây giờ bơm đạn nguyên tử nó chuẩn bị, thằng này nó khè ra, nó khè ra nó tao bắn mày cái chết hết trơn giờ á. Cái thằng kia nó khè ra nó tao bắn mày chết ông nội bây giờ á. Cho nên nó giận thờ, nó khè nhau, cho nên có ngày nó khè nó đốt với mình luôn á, nó bị nó giận. Còn nếu ai cũng đều tha thứ như mình hết là thế giới này thế giới Phật tiên tại thế luôn á. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, dèo qua hai câu giảng. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, là tại vì mình đừng, Đức Thầy nói giả điếc á, là tại vì mình tập tu. Còn nếu mình thật tu đó, không cần giả. Bây giờ tôi giả này mà ông chửi tôi giống như chữ khúc cây vậy đó. Bởi vì tôi bây giờ là ba hùng, nhưng mà tôi nói tôi 5 năm nữa tôi chết nè. Như vậy 5 năm nữa tôi đưa vô trong hầm gòn mà đóng linh rồi, ai chửi tôi chửi đi, thấy không? Cho nên vậy mà cái thân này có ngày tàn rụi, cho nên chửi nó cũng như chửi khúc cây thôi. Còn cái người chửi tôi đó là quý vị cũng đồng số mạng, số phận như tôi, là ông đây rồi cũng phải trả gì cho các bụi thôi. Cho nên ông hơn thua cũng thế gian này không làm gì, cho nên Đức Thầy nó hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma. Cho nên vậy mà quý vị mình thấy như Tần Thủy Hoàng ngày xưa đó, gồm Thâu Lục Quốc cũng có tồn tại ở bên Trung Quốc đâu. Bây giờ qua đào mồ ổng còn miếng đất dụng, miếng đất thôi. Cho nên vua Trụ Kỵ cũng thế thôi. Cho nên vậy mà tất cả những người trên thế gian từ xưa đến nhận lầm cái thân thiện của mình, cho nên gây ra biết bao nhiêu những cuộc, những tuấn tuồng giặc giả, những thảm họa tày trời, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đâm chém giết hơn thua hận thù chuốc oán đủ chuyện hết, cũng nhận lầm cái thân mình thiện của mình cuộc đời thiệt. Cho nên hôm nay mình có trí huệ rồi, phải biết rằng cái tâm của mình mới thiệt, còn cõi đời không có gì thiệt hết. Cho nên Đức Thầy có đoạn: ác thử mờ đoạn chót mê si, nguyên năm tối từ hồi vô thì, mang vô minh che mờ căn tri, nên thường khi nhận quỷ làm chân, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghĩ đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, nên mới làm chẳng chịu suy lường, mãi phạm tội cho gần nghiệp ác, việc mê si phải nương thiện giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan, đừng ba đâu tình bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uống kiếp nơ. Cho nên anh Tư Quyện đây, cách đây dài 3 năm tôi đi ra ngoài Kinh Hát, tôi thấy chị Tư Quyện lộ bộ ngoài đường đi qua chợ Kinh Hát. Tôi nói chị Tư đi đâu vậy? Nói chợ.
Cho nên vậy mà ngày nào mới hôm nay vài năm trước, chị Tư Nguyện còn, vợ bên Tư Nguyện còn tới lỡ anh em. Bây giờ chị đã xuống dưới lòng đất lạnh năm nay cũng vài năm rồi. Cho nên Tư Nguyện bây giờ nói chung tu thối thác là bị gì biết bà ra đi rồi, ông sẽ ra đi. Cho nên ông Thanh Sĩ cho biết là cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu khóc gồng, vợ thì chan chứa vì chồng, chồng vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ hầu vô thì bốn biển to đem dí không bằng, sinh ly tử biệt vô ngàn vị quan, đáng sợ nở nần đáng ghê. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ nói dễ lắm nghe dân, nãy giờ nó thành thuyết trình rồi. Bây giờ kết thúc để quý vị mình hỏi hai đề khác, chứ bữa nay dành riêng cho chị quá này quá, chị quá quá lời. Cho nên vậy mà qua cái đề này tôi mong rằng toàn thể trong đạo chúng ta ai cũng đều thực hiện được cái câu này để chúng ta sớm về cực lạc, sớm về niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì nói chung là qua cái tinh thần bữa nay thì tôi tin chắc rằng cái xứ mình sẽ phát triển thêm lên. Là vì tôi giải qua cái câu bữa nay, nếu trường hợp mà tín đồ về làm kiểu này là cả định thành nó kéo tới đây nó tung chung hết trơn, bị ông nào cũng chửi mắng giả điếc không à. Cho nên tới đây nó kéo tới đây nó chửi, thấy không? Rồi mình giả điếc, cho nên vậy là tao khoái, miếng ai. Cho nên vậy mà chịu hết á, trong ba thầy cũ á, bữa đó có thằng ở xóm đó tự nhiên kêu hai chồng, lúc đó tu tinh tấn lắm, ta phải kêu hai chồng chửi ta lên là cả nửa tiếng hồ á, cái chỉ chịu hết nổi, chỉ ra ngoài đường cái nó ơi rồi sao bữa nay mày lại chửi, mày chửi ta tao giống như vậy. Cái thằng kia nó tào gô, tôi chửi người ta, người ta chửi lại với người ta quýnh tôi làm không lại. Cho nên vậy mà quay ra tôi thấy hai chị hiền quá, quay chửi chơi vậy. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi, tôi thấy hai chồng hiền quá chửi chơi. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là đối với đồng đạo chúng ta, hồi trước giờ tôi ít nghi vấn lắm, mà bữa nay nghi vấn là tôi thấy cũng thỏa mãn, cũng thích thú. Vậy thì bây giờ vị tính hỏi gì chứ, có số đồng đạo chúng ta bàn là cái niệm Phật buồn ngủ. Cho nên vậy tôi giờ tôi đề nghị là đồng niệm đồng thinh, tức là cao thinh trì đó. Ở trong Phật Tịnh Độ nó có cái chương trình cao thinh trì, rồi mật niệm, rồi tâm niệm rồi đó. Cho nên nó có nhiều cái giai đoạn quán tưởng nữa. Nên vậy mà bây giờ mình phải áp dụng. Ví dụ như trường hợp tôi lên mạng nè, bây giờ tôi với anh Ba Nông Dân, mà người trí á, thì phái anh Ba Nông Dân, mà cái người không phải là trí thông minh lắm á, người ta phái tôi. Là bởi vì tôi nói cái vụ mà cuộc đời mộng quyển đó, tôi vạch trần ra lớp nào ông chồng đẹp trai là giống như ông Tổng thống Thiệu, giống như ông Bảo Đại, là lây quay, ông xuống mồ. Tôi nói vậy nó giải nghĩa ra cho nên cái người thế gian á, phần đông là họ quê dốt nhiều. Nghe tôi giải nghĩa vậy họ khoái. Còn cái vấn đề cái ông Ba Nông Dân, ông thuộc giảng Thanh Khỉ là đầy bụng giống như bể tính vậy đó. Ông sổ nguyên lam đọc tốt ngày không hết luôn. Mà người ta trí á, người ta nghe ông đọc. Bởi vì người ta nghe cái câu đó là biết cái nghĩa nó sâu xa như thế nào. Còn cái người mà không trí đó, giải nghĩa ra tình bành vậy đó mà họ còn không hiểu nữa. Cho nên vậy mà tùy phương áp dụng.
Cho nên hôm dài đó là tôi bị bệnh. Cho nên tôi niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, tôi niệm nói chung là xung quanh nếu trường hợp là tu theo thôi, còn nếu không tu thời gian họ thương tôi chứ, tôi thưa. Bị cái lo tôi bự lắm, 4 giờ tôi thức dậy tôi phá giảng rồi tôi tới cúng đại xong tôi niệm Phật. Mà từ cái lúc mà 4 giờ lại 5 giờ đó mà tôi mở hết lóc luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi niệm vậy thời gian nói chung cái lúc mà tôi ho tôi niệm biết là tôi tắt tiếng luôn. Tới nữa tới phần nữa 15 phút là nói dùng nó khào khào tắt tiếng, tôi nói thôi niệm thầm. Niệm thầm, cái niệm thầm cái tôi thấy mấy cái người niệm ở trong cái nhà thuốc của tôi đó toàn là dân bệnh không à, dân đời không à, không biết họ tu ba chùm ba chán mấy hữu tương chăng. Cho nên vậy mà tôi thấy quà niệm thầm tôi giờ mới sao ngủ gục hết trơn, ngủ hết trơn quẹt đầu chút hết. Tôi nói niệm kiểu này niệm gì đâu kết quả gì đâu. Cho nên vậy mà ở dưới thuốc nốt một lần có ông kia ông nói ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật tranh coi ai niệm nhiều ít. Cho nên có ông hai ở dưới bích giảm nó niệm, nó ngồi 4 tiếng đồng hồ như khúc cây như ba hai cường bây giờ ở trong thấy vậy. Cho nên vậy mà tao nói bây giờ ở xứ này bây giờ niệm Phật kinh là chỉ có ông hai thôi. Hai con có ông gì thu quanh tao đâu mà. Cô hai, ta kêu cô hai gốc cây á, thì ngồi như gốc cây á. Cái thời gian người ta phát giác lại rồi cổ ngủ, ông nội ơi, ngủ ngồi. Hả? Cho nên vậy mà sau này cô chết thì cô không dẫn sanh, không biết trước ngày giờ chăng. Đôi khi cô tóm loạn là bị gì ngủ gục mà không kết quả gì lắm. Cho nên từ chỗ đó mà giờ đây đó, cái mục đích niệm Phật á là để chấm dứt niệm tà. Cho nên thanh chỉ cho biết là mục đích diệt sớm hôm niệm Phật để chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà nhờ Phật rước sang qua liên đài. Cho nên vậy mà bí tín hỏi tôi hôm nay đó là nói chung là đồng thinh niệm Phật Tây Ương chẳng còn là đức thầy nó đồng thinh tức là niệm lớn á. Còn cái chỗ khác thì vẫn xưa tôi nói là niệm Phật là niệm âm thầm, niệm nếu mà niệm lớn vẫn Phật vẫn bầm lá gan. Như vậy thì hai cái câu này nó đối ngược với nhau. Vậy thì nên niệm lớn hay niệm thầm? Như vậy thì quý vị mình xét lại trong cái hậu trường của mình đó, nếu cái bữa đó đó cái dân đời nhiều, dân tu ít á, quý vị mà niệm thầm đó là lỗ 70%. Bởi vì cái số ngủ đó lâu hơn cái số ngồi niệm. Cho nên vậy số ngủ nay mình ăn bữa cơm cho ăn ngủ rồi, tới đây ngủ ngồi chứ không có niệm gì hết. Vậy thì họ ngủ ngồi đâu có Phật trời đến đâu có nghe câu nào đâu. Bị chứ nó ngủ mà thay gì nó ngủ ngồi mà, thấy không? Cho nên vậy mà quý vị mình nếu trường hợp niệm thầm mà thấy trong hậu trường ngủ ngầu quá đó thì quý vị nên niệm lớn. Là bởi vì trong đạo Phật cho phép mình niệm lớn, ở trong chương trình tịnh độ cho phép mình niệm Phật lớn. Người ta gọi là chương trình cao thanh trì. Cao thanh trì là gì? Là hổng gài là nói chung tôi bớt ho, tôi niệm Phật vậy đó. Là trong cái hậu trường nói chung là trong cái khóa tu đó ai cũng khoái hết. Cho nên vậy mà họ niệm không ngán. Người nào nấy bị tôi niệm ba câu rồi mấy bắt buộc mấy người đó phải niệm theo ba câu. Cho nên có một thằng què ở Tiêu Thông Ốc, nó không có cha mẹ hết trơn á, nó lên ở tôi nuôi nó què hai giò. Hổng gài nói chung là đến tới đủ nhưng nó xin ở lại. Tôi xin ở đây không có chỗ nào ngon chỗ này, cơm ăn đầy đủ. Rồi tối tu ngon, nó cũng có thời chiều buổi sáng nó không cúng. Tao nói trường hợp mà mày sở dĩ giờ què hai giò đi không được tại vì mày cúng buổi sáng không à. Là hai cái tay mày đi được. Còn mày buổi chiều không cúng hai giò thì không được là do buổi chiều mày không cúng, buổi sáng mày không cúng á. Tôi nói vậy sợ cho nên giờ sáng cúng luôn. Cho nên vậy mà nó niệm Phật á, niệm lớn hơn chứ. Thì nó què hai giò mà niệm lớn. Nên vậy mà tôi Nam Mô Phật lớn, còn mấy người xung quanh niệm nhỏ xíu luôn. Cho nên chỉ có niệm lớn, tôi nói tôi khoái mày rồi đó. Cho nên vậy mà tôi khoái mày niệm lớn. Vậy thì bây giờ cái áp dụng niệm lớn là để dành cho tất cả anh em trong hội trường. Là cái phần tu còn yếu. Cho nên quý vị niệm lớn đó, nó đánh tan buồn ngủ, nó đánh tan vọng tâm. Quý vị mà nghe cái người, mấy cái người trong bệnh nhân đó, bây giờ họ tới giờ cúng là họ tự động họ lên ngồi trước. Là bị nghe cái giọng tôi họ khoái. Họ nói thầu vô nghe niệm Phật đã lỗ tai vô phương. Cho nên vậy mà khi họ niệm 3 tiếng rồi tới tôi niệm đó, họ lóng tai nghe tôi niệm mà họ bớt vọng tâm. Cho nên vậy mà ở đây nó không nhất thiết là mình áp dụng cao tinh trì hay là mật niệm. Nhưng mà cái hậu trường đông người đời nên niệm lớn tiếng. Quý vị đánh tan buồn ngủ, đánh tan vọng tâm. Còn nếu trường hợp mà lên hai cường mà ở trên cái cốc, ở trên hòn đất bây giờ đó ha, y bỏ nhà năm nay mười mấy năm rồi đó, mà mỗi lần y niệm Phật rồi 4 tiếng ngồi trên cốc cây vậy,
mà lúc tôi tu với thuốc nốt ở dưới đi xuống thì thăm tôi cốc ông bảy e, ông bảy e tối đa ngồi nửa tiếng tiếng à, mà ông ngồi hai cường ông đi đã đời ông lại thấy hai cường ngồi, ông thấy hai cường ngồi ông nói cầu đó, nó ngồi như khúc cây giống nổi đó. Cho nên vậy mà cái trình độ cao đó là người ta ngồi á, người ta cần cái thanh tịnh. Cho nên quý vị mình niệm lớn không nên. Cho nên trong sáu thượng sơn á, là ông qua đời biết trước ngày giờ, ông chết rồi 19 tháng 9 năm rồi đó, là ông không có trong đồng đạo niệm lớn. Ông nói mình yếu á, cần anh em người ta hộ lực. Khi mình có một cái sự tu dũng mãnh á, tự mình quyết định đời mình. Cho nên ông thấy ông niệm tinh tấn, cho nên ông không cần anh em niệm xung quanh niệm lớn. Cho nên ông thấy cái đó. Còn cái người người ta tu, người ta thể nhập đó, người ta dùng cái câu niệm Phật mà tự lỗ tai người ta nghe bon bon, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến cái giai đoạn tự trong lòng mình nghe cái tiếng niệm Phật nói liền bon bon vậy đó, người ta không cần niệm lắm. Cho nên vậy mà cái đó, đó gọi là niệm mật niệm. Mà quý vị thể nhập được vậy đó là quý vị mới giá trị. Cho nên ông Trần Minh Thiệu quý vị là có nhiều người thấy ông ngủ, nói sao ông niệm Phật, ông ngồi dậy liền. Ông ngồi dậy liền, ông nói sao biết là tao không niệm Phật. Cho nên ông Ba Thiệu quý vị, ông niệm Phật đến giai đoạn là ban đêm đó ông ngủ á. Có một lần nọ là ông ngủ ở cái giường Phúc Nam của ông Chính Nam Lâu Dung á, là cái bữa tôi quay phim ông nói lại á. Nói thiệt với anh đó ha, ông Ba Thiệu, mà tôi nói cái chuyện của ổng là anh đem phim quay tới đây 3 ngày 3 đêm chưa hết. Nhiều cái chuyện ly kỳ của ổng á, là có một bữa nọ là trên cái gác tôi gác cây tôi chưa sửa lại đây. Anh xuống gặp tôi là tôi ngủ với ổng trên gác, ông tôi có bên đây cái mùng, ổng cái mùng. Tự nhiên trời nó sáng, cái cốc của tôi giống như điện cháy. Tôi mới tắt cầu dao, tôi mới giục dây điện, tôi gờ quạt gió này kia coi có nóng không, nó mát điện không. Không có gì hết. Cho nên sáng nghe nói với ông Ba Thiệu, nói sao lưng hơn. Cái chỗ mình ngủ đó nó sáng, ông nói chuyện nó thường hoài ha, chuyện đó đối với tao thường hoài. Cho nên vậy mà ông nói xong vậy, ông nói có lần ông ở tù với lấn biển á, là điện sáng cái chỗ ông ngủ đó ha, là công an ở trong trại giam là tắt điện hết trơn, toàn bộ la làng ra là đem vừa gồng lại xịt nước luôn. Ra hỏi tại sao ông nó sáng gì không, ông nói không biết, tôi không biết. Cho nên vậy mà ông Ba đó là ông niệm Phật đến giai đoạn là hào quang chư Phật gọi mười phương, hoặc là A Di Đà nhìn xem cấp cõi đang trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiện lành đang tìm kiếm những hiền đức. Cho nên quý vị mình niệm tha thiết với cái tâm thanh tịnh đó, cảm với Đức Phật trên cái hào quang đó, của chư Phật với cái tâm thanh tịnh mình nó giao hợp nha, nó giao hợp thanh tịnh với tâm tịnh nó giao hợp. Còn cái vấn đề Phật mà không tới với mình được là ngăn che bởi phiền não vọng tâm. Cho nên mình mà niệm Phật đến giai đoạn vọng tâm không còn giữa mình với Phật, nó cái làn sóng nó không có ngăn cách. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây thì đối với cái câu của vị tính nói là niệm lớn hay niệm nhỏ, thì niệm lớn với những người mới tu hoặc tu thời gian để cho tan buồn ngủ, tan vọng tâm. Mà khi quý vị đi sâu mà không cần nghe ai trợ duyên, mà trong tâm mình thường tiếng niệm Phật, nghe rõ trong lỗ tai từng tiếng mà nói liền như vậy hoài, là quý vị thành công trên cái bước đường niệm Phật nhất tâm. Cho nên ông Thanh Khỉ cho biết là niệm Đức Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thuần thục đừng sao lãng, khi đã gần quen hết gối cuồng, đứt đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nói liền phút cuối sẽ tròn dương, dầu thiền dầu tịnh dầu muôn pháp chủ được nơi tâm ấy ngồi cuồng. Hoặc là đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi kỳ lục tự, lúc thức cũng tưởng ra dư, lúc ngủ cũng ghi sáu chữ, lúc nín cũng nhớ Lâm Mô, lúc nói cũng mong cực sự cực lạc, muốn giảng sanh cứ hành như thế. Như vậy thì hôm nay cái mục đích của chúng ta niệm Phật là để dứt cái niệm chúng sinh. Cái thứ hai là mình niệm đến chỗ là thanh tịnh, không còn vọng niệm. Cái thứ ba là tha thiết cầu Phật rước mình về Tây Phương. Nếu ai thực hiện được điều đó, chết đi chúng ta chưa được giảng sanh. Chứ không cần niệm, không biết niệm lớn hay niệm nhỏ, biết áp dụng từng giai đoạn, từ cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ thành công. Chúc cho toàn cả trong cái pháp niệm Phật hôm nay thì chúng ta đều tinh tấn, chẳng những giải thoát đời mình, dẫn dắt những người xung quanh và phát triển đạo xứ nhà, và làm sáng danh đạo rạng danh thầy, để ngày mai khi Đức Thầy trở về chúng ta không hổ mặt, và chúng ta sẽ làm tròn cái bổn phận của mình là cao thân phận rạng danh hiếu đệ, thọ dạ thầy nơi chúng mi rầm. Chúc cho toàn cả quý vị ai cũng đều tinh tấn tu để gần đây gặp thầy, hay là chúng ta đồng được giảng sanh về cực lạc. Rồi xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.